Rồi hôm nay em sẽ test chim đi Yamaha model là DSB-A2 nha. Đây là cổng TV, cổng quang nè, tín hiệu từ Smart TV nha. Rồi cổng analog nè. Cấu hình con này cực khủng luôn nha, đặt ruột hết luôn. Rồi số series của nó đây, Yamaha DSB-A2, điện áp 100V, công suất là 360W, cổng quang nè, cổng analog nha.